Lần thứ nhất đánh Mông Cổ thực sự là thử thách lớn với vị tướng trẻ Trần Quốc Tuấn. Đây là một đạo quân từng cày cả lò châu Âu lẫn Hồi giáo lên. Vua Tôn nhà Trần khi đó ảo tưởng sức mạnh, chỉ có voi lớn nên quyết định chơi tay đôi với Mông Cổ luôn. Kết quả là bị đội kỵ binh hùng bá thế giới đập cho te tua ở Bình Lệ Nguyên, phải bỏ cả Thăng Long mà chạy dài. Về sau thì phe ta dùng kế giường không nhà trống hại não quá, Mông Cổ nó chịu không xiết vì chưa gặp kiểu đánh lộn như này bao giờ. Thế là mình ăn trận đầu. Sau chiến thắng này, Trần Quốc Tuấn mở các trường dạy võ toàn quốc để đào tạo ra một dân tộc chiến binh. Cả nước đều là những người lính sẵn sàng bảo vệ tổ quốc khi có biến. Quả nhiên 27 năm sau Mông Cổ phục thù, kỳ này còn mạnh hơn xưa rất nhiều. Nó không đánh từ phía bắc xuống nữa mà đi thuyền vượt biển Đông rồi đánh từ phía nam lên. Nói chung xâm lược cũng rất là có tâm, vô cùng chịu khó. Trần Quốc Tuấn đọc hịch tướng sĩ để bơm tinh thần cho anh em, đại khái là mấy ông à. Mấy ông đang sống trong cảnh sung sướng thì ráng mà đánh giặc, để mất nước là toai hết. Rồi ông cho quân đi giữ các nơi hiểm yếu. Mọi người nghe hịch tướng sĩ xong máu dồn lên tới não, tát tu hai chữ sát thác lên tay, thề chơi khô máu cho quân giặc. Nhưng lần này Mông Cổ quá sức bá đạo, quỷ diệt như sóng thần. Quân Trần dở dụng trước sức càn quét dữ dội của địch. Trần Quốc Tuấn lên ngựa chạy, giặc phía sau đuổi gấp. Khi gần tuyệt vọng thì ông thấy Yết Kiêu vẫn còn kiên nhẫn đứng trên biển đợi mình. Ông kêu to: "Yết Kiêu, cứu ta! Chú Công, mau lên thuyền!" Trần Quốc Tuấn tung mình khỏi lưng ngựa. Yết Kiêu giương tay ra cầm chặt lấy tay ông kéo lên. Vua Mông Cổ tức tối bắn tên, nhưng hai người đã đi xa khuất. Về sau là những màn rượt đuổi gây cấn giữa Mông Cổ và hoàng tộc nhà Trần. Vua tôi dắt nhau đi phượt gần như hết cả miền Bắc. Mấy lần suýt bị tóm lại, nhưng may mắn chạy thoát đầy hú vía. Nhìn lại thì tổ quốc mỗi ngày lại mất thêm một đống đất, Thăng Long cũng mất tiêu luôn. Để thử lòng, vua giả vờ hỏi Trần Quốc Tuấn có nên đầu hàng không. Nó kinh thế đánh sao lại mà đánh. Quốc Tuấn chỉ nói dọn dẹp một câu: "Bệ hạ chém đầu tôi rồi hãy hàng." Trước thế Mông Cổ bức bách, ông đưa hai vua Trần ngầm đi chiếc thuyền nhỏ đến Quảng Ninh. Lúc ấy nhà vua đang phiêu dạt, lại còn mối thù cũ của Trần Liễu, nên có nhiều người nghi ngại Quốc Tuấn nhân cơ hội này sẽ làm phản. Trần Quốc Tuấn đi theo vua, tay cầm chiếc gậy có bịch sắt nhọn. Mọi người đều gườm mắt nhìn. Trần Quốc Tuấn cũng trừng mắt lại. Ông liền rút đầu sắt nhọn dứt bỏ, chỉ chống gậy không mà đi. Bởi vậy hai vua nhà Trần và mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lời cha trăn trối lúc lâm chung, ông để trôi theo dòng nước. Đây thật sự là thời khắc khó khăn của Quốc Tuấn, vì hàng loạt tôn thất nhà Trần không chịu nổi nhiệt đã ra đầu hàng Mông Cổ. Nhưng Quốc Tuấn là người như thế nào mà anh muốn bắt nạt là bắt nạt hả? Ông có bản lĩnh phi thường, soái ca trong tất cả soái ca, và ông đã có kế hoạch phá địch trong tay. Thực sự kế này vận hành trơn tru như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo. Team Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Khải và Trần Nhật Duật phối hợp ăn ý, đã có một pha lật kèo ngoạn mục, đánh cho thoát quan và chui vào ống đồng mà chạy về nước. Lần thứ ba Mông Cổ xâm lược thì ông có kinh nghiệm rồi, nên chỉ phán easy. Năm nay đánh giặc nhàn, kỳ này không chơi giường không nhà trống nữa, nhàm rồi. Ngồi trong Thăng Long thủ luôn mới gọi là dân chơi. Rồi Quốc Tuấn cho quân đi đốt lương thực địch. Trên chiến trường thì lính là xe, mà lương là xăng. Hết xăng thì xe khỏi chạy, đơn giản vậy thôi. Đến khi giặc đói quá chịu không nổi phải rút thì ông phản công. Một trận địa cọc dày đặc được set up ở sông Bạch Đằng. Trận thủy chiến huyền thoại của Ngô Quyền ngày xưa lại được tái hiện một lần nữa. Giờ rơi đã đến, thuyền Mông Cổ bị thuyền nhà Trần vụ vào tử địa. Bãi cọc nhô lên sắc nhọn xuyên thủng đáy thuyền. Tướng Ô Mã Nhi kinh hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị bắt. Tuy nhà Trần nói là thả hắn về nước, nhưng rất căm thù chuyện Ô Mã Nhi phá hoại lăng tẩm tổ tiên mình, nên đã ngầm cho người đục thuyền và hắn chết đuối. Chiến thắng lần thứ ba trước đội quân hùng mạnh này đã chấm dứt vĩnh viễn giấc mộng xâm lăng đại việt của họ.
và đưa tên tuổi cậu bé Tuấn si tình ngày nào lên hàng vĩ nhân của thế giới. Mông Cổ gọi ông là An Nam Hưng Đạp Dương mà không dám gọi thẳng tên. Ông là một thiên tài quân sự lỗi lạc của dân tộc mà phải đến 500 năm sau mới có vua Quang Trung sánh ngang. Nhân dân kính ngưỡng gọi ông là Đức Thánh Trần. Trần Quốc Tuấn đã có những năm tháng cuối đời sống an nhàn tại Kiếp Bạc, Hải Dương. Ông mất 12 năm sau chiến thắng Trần Bạch Đằng. Credit Phạm Vĩnh Lộc, thực hiện bởi Đạt Phi.